Xin chào cô chú anh chị mình, thì em đang lên cho anh chị mình là ba con bò đực ba bê mẫu độ nha anh chị. Cái con đầu tiên này là con ba bê bông muối tiêu nha. Con này phải nói là nó siêu lực, nó lai sâu quá anh chị, nên là nó cơ muối như F2 ha. Thì con này thì về tình trạng á, thì về giò cẳng thì hoàn thiện, lưng thì lưng đôi ha, vai đôi, mông thì khỏi bàn nha anh chị, mông thì đít căng cứng ha. Thì cái kiểu mấy con bò này thì nó đều là ba bê hết nha anh chị, con nào cũng lực bò hết. Thì cái con đầu tiên này thì em đo ngay xé lưng á, thì nó cao là 1m08 bò nha anh chị. Xá tích thì nó đóng đúng ha, xé mặt và xé lưng. Đó, con bò này á, thì cu giấy thì cũng nghiêm chỉnh luôn nha anh chị, đủ hai hòn ha, mặt mài đều gọn gàng ha. Đó, đòn thì dài. Con này thì cô chú anh chị mình mà có mua về cáp với con bò nhà của mình á, thì em bán lẻ cho anh chị mình cái con bò này là 16.500.000 nha anh chị. Đó, con này thì ba bê bông muối tiêu nha anh chị, nó gần 9 tháng ha. Đó, thì con này thì cô chú anh chị mình mà có nhờ em sở giàm á, thì anh chị mình alo cho em ha, thì em lấy dây em sở giùm cho anh chị mình luôn nha. Đó, em hỗ trợ cho anh chị mình cho nó ok, để anh chị mình về mình nuôi nó dễ nuôi ha. Đó, anh chị coi ha. Đó, 16.500.000 là em bao cho anh chị mình là bao ship cho anh chị mình là 50 cây số nha. Đã bao ship cho anh chị mình 50 cây. Cô chú anh chị mình muốn mua con bò này á, thì cứ alo trực tiếp ngay cho em ha. Còn cái con số 2 này là con ba bê đen thui nha. Đó, con một con đen và một con hơi đỏ đỏ nha anh chị. Đó, cái con đen này thì về tình trạng á, thì xá tích nói thì đóng nghiêm chỉnh ha. Đòn dốc thì dài, mông đít thì đít muối nha anh chị, có khía ha. Giò cẳng thì nó chân móng sò hết anh chị, cu giấy thì nó cũng hoàn toàn là nó nghiêm chỉnh hết anh chị. Đó, lông da thì đen thui, lưng đôi hết nha anh chị. Đó, lưng đôi và vai hở một khúc luôn nha. Đó, xé mặt xé lưng thì đóng hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Cái con bò này thì có giàn bọng rồi nha anh chị. Đó, chủ nhà người ta nuôi là người ta xỏ rồi ha. Anh chị mình coi ha, con số 2 đi lại cái con số 3 bên kia là đã được có xỏ giàm rồi nha. Thì cái con số 2 đen này thì em đo ngay xé lưng thì nó cao là 1m12 bò ha. Đó, anh chị mình coi ha, 1m12 bò nha anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đó, hoàn toàn là nghiêm chỉnh nha anh chị, bao tật lỗi cho cô chú anh chị mình nha. Thì ba con đực ba bê này thì em đã chích ngừa cho anh chị mình rồi ha. Đó, ba cái trụ huyết trùng với lại lở mồm lông móng thì về cô chú anh chị mình khỏi tiêm nha. Tại ba con này thì em có kêu thú y là qua chích hết rồi nha. Đó, cho nó an toàn anh chị nha. Đó, về cô chú anh chị mình khỏi cần phải chích nha anh chị, tại vì em chích rồi ha, cô chú anh chị mình mua về nuôi chỉ cần cho ăn với cám lớ đồ thôi à, khỏi cần chích ngừa đi nha. Còn đây là con số 3 ha. Con này thì ba bê thì lông hơi đỏ đỏ nha anh chị, nhưng mà cực kỳ muối nha. Đó, con này thì về tình trạng thì giò cẳng xương sóc thì to lớn bự mầm, cu giấy thì nghiêm chỉnh ha, lưng thì lưng đôi, xé mặt xé lưng thì đóng đúng ha, giàn bọng thì đã có sẵn hết rồi. Nói chung là cái con số 2 và con số 3 này thì đã được sở giàm, chỉ có cái con ba bê bông muối tiêu đầu tiên thì chưa có nha. Nhưng mà anh chị mình mua thì có cần em sở thì cứ nhắc em thì em sở giùm cho nha. Đó, thì con số 2 này thì nó cũng cao là 1m12 ha. Cái con số 2 và cái con số 3 này thì nó cùng kích cỡ nha anh chị, được hơn 9 tháng bò nha, hoàn toàn là nghiêm chỉnh. Đó, em bảo đảm cho anh chị mình ha, tại em không có bán bò tầm bậy tầm bạ, bò bệnh quẹn không có bán nha anh chị. Đó, thì cái cặp này thì em bán cặp nha, em không có bán lẻ, em chỉ bán lẻ cái con đầu tiên thôi. Còn cái cặp này em bán cho chị mình giá chỉ có 36 triệu một cặp nha anh chị, bao ship cho anh chị mình 50 cây số ha. Đó, thì cô chú anh chị mình mà muốn mua hết luôn một lần ba con bò đực này á, thì em sẽ giao xa cho anh chị một tí ha. Đó, hỗ trợ cho anh chị mình chừng xe để mình có được ba mà được ba bê mẫu độ này về nuôi nha anh chị. Ba con này á, thì con nào cũng muối hết nha anh chị, con nào cũng lực quay đôi lưng đôi hết nha. Đó, thì cô chú anh chị mình muốn mua hết luôn ba con bò này á, thì cứ mạnh dạn alo trực tiếp để mình liên hệ nha.